Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình không em, bữa nay đi ActJS cơ bản. Thì bữa nay là buổi 29 thì tôi sẽ đi dẫn các bạn cài đặt cái công cụ là admin cho thằng VS Code. Thì đây là một cái công cụ hỗ trợ chúng ta việc check format code cũng như là check lỗi code. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi Google và trong này sẽ search admin extension. Đó, thì các bạn sẽ đi vô cái link đầu tiên, cái link marketnay.visualstudio.com này. Đó, thì ở đây là cái công cụ admin. Nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu về cái công cụ này thì các bạn phải click vào cái link documentation để tìm hiểu. Thì ở đây nó có giới thiệu admin là một cái công cụ để phân tích cái source code của các bạn để tìm ra các vấn đề một cách nhanh chóng. Thì nó được xây dựng trong hầu hết các text editor và các bạn có thể run admin như là một phần của quá trình continue iteration pipeline. Continue iteration tức là quá trình mà chúng ta tích hợp. Cái này thì nó liên quan đến cái phần build, thì các bạn nào mà làm việc liên quan đến phần build thì các bạn hãy tìm hiểu về cái này. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi cài đặt nó, thì tôi sẽ click vô install để cài đặt. Đó, thì nó mở cái VS Code này và tôi sẽ click vô install để cài đặt. Đó, thì bây giờ nó đã cài đặt xong này. Thì các bạn hãy vô một extension mà kiểm tra này. Đó thì cái phần bên cái menu extension thì tôi có cái công cụ là admin như vậy. Đó. Thì hôm nay là cái buổi 29 thì tôi đang dẫn các bạn là cài đặt cái công cụ admin. Thì để sử dụng cái công cụ admin này thực thường thì người ta sẽ sử dụng cùng cùng với lại cái công cụ Dictyr. Thì buổi sau là buổi 30 thì tôi sẽ đi dẫn các bạn là cài đặt cái công cụ Dictyr và đồng thời tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng tạo ra mấy cái config để mà sử dụng với hai cái công cụ là admin và Dictyr này. Đó, thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.